phải coi tập thể khổ gì, tập thể dục thì khỏe chứ gì đâu cực. Không, khỏe hả? Nhưng mà chỉ có điểm... Mẹ sao mẹ không tập thể dục đi mẹ? Mẹ ơi, không tập. Sao mẹ biết tao không tập? Mẹ tập mà mẹ mặc đồ rộng hoài. Thì tại vì tôi cho nó thoải mái. Nghề của mình á, tập thì tập được, thí dụ tập được một tuần cái nghỉ một tháng. Tại vì mình cứ đi làm đâu có thời gian nào đâu tập đâu mà chị. Mà tướng đẹp thiệt. Thật ra là Tuyết Thu đẹp từ hồi còn con gái lận. Tại vì dông dỏng cao dân múa mà. Chứ đâu có phải gì tụi chị ra. Đâu phải tụi chị hả? Lại. Tụi chị là cái khổ tâm lắm. Ăn kiêng rồi tập thể dục rồi ô thuật tập đủ thứ. Thèm đồ ăn rất là thèm. Rất là thèm. Chị bây giờ là không có cái gì mà vui vẻ bằng được ăn hết trơn trời. Mà ngày xưa sao thích múa, cái nào thấy mẹ múa không? Dạ cũng mẹ cũng cho em coi qua mấy cái clip hồi xưa mẹ múa xong rồi em cũng lên mạng em xem thì nọ thì em thấy thích. Thấy cái tướng rồi cá tính là có học thể thao được không? Dạ rõ không con? Trời ơi dây luôn hả? Em học gì em môn gì? Dạ thể thao thì con học cũng rõ võ. Võ nè. Dạ. Rồi đi học quýnh lộn không con? Dạ. Có trận nào đi học quýnh lộn quýnh bạn bè được không chị? Dạ. Võ thì Thu cho học từ nhỏ lận. Tại dạ. Vì mình nói cũng cho học để tự vệ cho mình. Tại vì bạn có cái máu thích múa cho nên bạn đi quyền đẹp hơn. Còn anh thì đi về thi đấu. Thầy cô dạy lúc nào cũng về xin là thôi cho cả hai đứa nó vô đội tuyển đi. Lúc đó em lo lắm. Thì thật ra vô đội tuyển là đi theo đường chuyên nghiệp. Thì có những cái sự cố này kia thì mình cũng không lường trước được. Cho nên nó thôi mẹ cho tập là để phòng thân mình thôi, chứ còn để đi theo con đường chuyên nghiệp thì không cho. Là đi học chưa có trận nào mà quýnh lộn với ta hả chị? Có thi đấu. Rồi có nào bị thương được không? Dạ cũng có, nhưng mà nó không phải là quá nặng. Quá dữ đúng không? Không có gãy răng được đúng không? Phải có trận mà gãy răng mới nhớ là đúng không mẹ Thị? Hai mẹ con của Tuyết Thu xin chào quý vị khán giả của chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Con tên là Tuyết Minh, năm nay con 15 tuổi. Ủa sao hai mẹ con không giống gì vậy? Từ khi mà các con nó còn nhỏ thì mọi người đều nói là em đẻ mướn đó chị. Dạ. Em đẻ mướn đó chị. Là chị Thu có bao nhiêu người con chị Thu? Chị có hai. Một bạn trai là anh của giống, em. Giống chị không? Cũng không luôn. Không giống luôn. Hai đứa hoàn toàn không có giống chị. Trời ơi. Chị có biết cưng máu gì không? Đề. Ủa, máu A, B hay máu B là những cái di truyền rất là mạnh. Mà tại sao cưng lại lọt sổ ra kỳ vậy? Em cũng không biết nữa. Người ta nói cái máu mà coi như mình có di truyền mà có để lại gì hết trơn. Trời, mà cái đó nó máu ngu. Đó là máu ngu con, máu O nè. Máu O nè, rất là ngu. Dạ. Tức là mình chỉ cho được tất cả, nhưng mà mình nhận lại đúng cái máu mình thôi. Bởi vì ta nói, thường cái máu này là máu thông minh, máu khôn. Mà sao kỳ vậy không biết. Kỳ quá trời. Có bầu đó có cực không Thu? Nó có quậy không Thu? Bé Minh này thì không cực không chị? Cực là cực của cái anh trai. Anh trai thôi hả? Chị Thủy cũng nhớ mà hồi đó là em trước khi có Khang là em cũng đã bị mất mấy lần. Đúng rồi, chị cũng nhớ. Thế là tới khi có được Khang thì nó cũng là hì hục lắm mới có được Khang. Chị nhớ là chú Thu hơi khó. Dạ. Thì hồi có bầu anh Bo thì lúc đó là em cũng đang đi quay phim nửa phim rồi. Thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ báo là mình có dính bầu. Là lúc đó nửa phim rồi thì phải làm tiếp chứ đâu có thể nào bỏ được. Mà nhưng mà cũng sợ lắm, lúc đó đi là cứ phải phập phồng cứ khấn là làm sao để cho nó không có ảnh hưởng đến cái thai. Vì trước đó mình cũng đã có nhiều cái phết rồi. Thì quay xong phim thì về lại là báo bóc tách 10%. Bị gì chị? Bóc tách 10% là không có cái thai, nó không có bám. Thì mình cũng lo, nhưng mà cũng may mắn thì chừng 5 tháng thì thai nó khỏe bình thường. Nhưng mà con bé này thì sao? Con bé này đơn giản thì rất là đơn giản bình thường. Không có gì hết. Không nghĩ không gì. Lúc có bầu có đi không phim không chị? Có đi diễn kịch, lúc đó là diễn vở Màu Của Tình Yêu ở bên sân khấu kịch ID Cap á. Mà quan trọng cái vai đó làm sao nè, vai lất khất hay là vai thùy mị nít na? Vai cũng dữ dội lắm. Ủa vậy đó hả? La hét gào thét rồi dữ dội. Dạ. Nhưng mà cũng may là chị này thì khỏe mạnh cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Rồi khi mà đẻ ra làm sao, chị có nhớ cái ký ức đó ai chở chị đẻ không? Hồi khi mà đi khám thai á thì bác sĩ nói là 20 tây tháng 9 là sẽ cái ngày để mà dự sinh hả chị? Dự sinh, về nhà bàn với ông xã. Thì ông xã nói thôi bây giờ sinh nhật của em thì là cũng là 17 tháng 9. Bé trước thì cũng đã sinh mổ rồi. Thì bé sau là sinh mổ.
Cho nên là anh nói thôi bây giờ xin với bác sĩ á, mình có thể sớm 3 ngày để cho hai mẹ con cùng cái ngày sinh. Ai ngờ cái ngày 15 tây thì là chỉ đòi ra. Tầm khoảng 8 giờ mấy á, là mình ở nhà nằm chơi, cái là tự nhiên cảm giác là nó đau. Nó đau cũng đau nhẹ nhẹ thôi, 5 phút đau, cái mình cũng cảm nhận được là chắc là có thể là có cái vấn đề gì rồi. Thì gọi điện cho bác sĩ, thì bác sĩ nói phải vô bệnh viện liền thôi. Thì khi đó là đòi ra trước ngày luôn, đâu có chịu cùng ngày sanh với mẹ mà phải ra trước ngày mẹ luôn mới ghê. Cho nên từ đó sau này là tổ chức sinh nhật cho con xong rồi cái sinh nhật của mẹ không có. Rồi mẹ ăn ké không hả? Mẹ ăn ké. Trời ơi. Rồi sau khi nào mà mẹ kể cái ký ức cho em nghe không? Cái ngày sinh nhật này nè. Dạ có. À, đúng em vui không? Cũng hơi tiếc là nếu như mà sinh nhật chung với mẹ trong bụng vui mấy ngày nữa ráng ở trọng đi. Sinh nhật hai mẹ con đòi ra trước. Nhỏ này ham vui sớm nè chị. Nhưng mà hai đứa gì nó cách nhau có một, nó kêu người ta nói là sinh năm một á. Dạ, đúng không? Gì là cực lắm á, tiếp thu á. Nhưng mà thật ra lúc mình cũng có người để phụ. Ôi, lúc đó là có ông bà ngoại nè, rồi mấy dì, mấy cậu, coi như là cả một cái đại gia đình là cũng 8-9 người là phụ để mà chăm hai đứa nhỏ. Vậy sao cứ sinh nữa tiếp thu? Trời ơi. Em cũng muốn lắm, em cũng mê con nít lắm, nhưng mà chị coi hai bạn này thôi. Thật ra năm một á chị cũng giống như là mình chăm hai bạn sinh đôi, vậy đó. Hai bạn này thôi là em đã mất hết 4 năm không làm nghề. Thành ra nếu mà mình có em bé nữa cái không đi làm nghề buồn lắm. Ừ, khoảng thời gian nó chắc khủng khiếp với chị Thu. Nhớ nghề chết đó chị. Nhớ, cứ là đi xem các anh các chị diễn, rồi xem lên tivi thấy bạn bè đồng nghiệp diễn, rồi cứ ngồi nhớ hoài. Cho nên dứt khoát là thôi, mình cũng đã có đủ trai đủ gái rồi, thôi vậy thôi mình phải đi làm công việc của mình nữa chứ. Nhưng mà mình nói nữ có diễn viên IDCAP cũng ghê gớm lắm. Tức cũng là thuộc loại thứ dữ không á. Tức là đi nghĩa đi diễn cho đến lúc sanh luôn. Hồi đó là em đi xem chị Thủy diễn nè. Đúng. Trù cái bầu to. Rất là to. Mà chị diễn mà té lên té xuống. Mà sao ơi, tôi giả cái nết diễn gì mà thiệt á. Trời ơi. Rồi em ngồi ở dưới là em thót tim luôn. Anh Sĩ Hoàng anh không coi được, anh phải bỏ hàng ghế. Anh mới chạy lên anh nói này vừa thôi tôi không xem được. Tại sao tôi bỏ tiền, tôi vào trong ngày hôm nay tôi không xem được gì cả. Là bởi vì tôi lo quá, tôi sợ quá, tôi không xem được. Tôi không coi ai hết, tôi chỉ sợ bà té thôi. Áp lực hả? Áp lực Sĩ Hoàng. Mà diễn sao, diễn cái vai gì nhớ lại không? Tiếng hoạt xanh, mình phải đi qua cái cầu đó. Xong rồi sau nó mới bỏ cái cầu đi. Xong rồi diễn khóc dữ lắm. Cái Nguyễn Sơn á. Rồi lúc dặn con. Nguyễn Sơn nói chị ơi, nói nghe nè, chị có bầu mà sao giờ chị khóc quá trời khóc, rồi sanh ra nó làm sao. Em yên tâm đi, đừng lo, ngày mai chị diễn hài chị bù lại. Quá trời là cảm xúc buồn quá, bù lại. Hiểu không? Em mà đúng có bầu cà rốt đúng không? Con cà na. Cà na. Nhiều cà quá vậy là tổng cộng có bao nhiêu con? Hai con rốt đầu con na sao? Na là con cà na cà rốt. Em ngồi dưới em coi là cứ ngồi mà thót tim chết rồi không biết có sao không. Rồi ông xã em nói chứ trời ơi em sao mà chỉ gan quá vậy, mai mốt em là không có được vậy. Hoàng Trinh có bầu đó, mình nói ngoài lề chút xíu, đến đầu anh Lộc nó thôi Trinh nghỉ đi, Trinh đừng có diễn nữa, trời chuẩn bị sanh đi Trinh, cái bầu bự quá trời bự luôn. Rồi chị đi học làm sao, chị có năng khiếu rồi gì không, chị có quậy phá đâu chị? Đó thấy nó cười kìa, đó thấy nó cười biết rồi kìa, nó cười là học mặt quậy quá. Mặt này mặt lì nè. Mẹ thấy hiền lành hơn mẹ ngu mì. Mẫu giáo thôi, khi mà mình đi vô mình rước con về á, cô dạy anh văn, tại vì trường mẫu giáo là có lúc đó là có các cô dạy anh văn luôn cho mấy bé. Đi vô gặp đầu tiên á là cô nói talkative, talkative. Có nghĩa là nói nhiều quá. Là lúc nào cũng bị mắng vốn như vậy á. Mẫu giáo thì được cái là rất là mê múa lắm. Các cô ở trong trường dạy thì mỗi lần đi vô các cô nói chỗ chắc là giống mẹ hay sao á. Múa khi mà cô chỉ cần dạy qua một lần thôi là múa được liền. Thường thường một bài các cô tập cho là khoảng nửa năm, để khi mà tổng kết hay là dịp lễ Tết thì các con sẽ lên biểu diễn. Thì chị này cũng đã được hết hai bài, các bạn thì chỉ một bài thôi. Rồi khi diễn, có lần đó là diễn buổi sáng, diễn xong rồi buổi chiều thì diễn thêm một lần nữa để tổng kết chương trình đó. Cái là buổi sáng bạn kia diễn xong, bạn bị bệnh, thì tới chiều thì không có ai thế vô, cô bắt luôn chị này lên thế. Đứt dây luôn. Thu đâu có biết đâu. Cái đó là con có cái sen của mẹ, tại vì mẹ con cũng là diễn viên múa mà. Nhưng mà cho em hỏi, chị Thu bình thường có tập thể dục không, sao tướng đẹp vậy chị? Có chứ. Có hả chị? Cũng phải có tập thể dục. Khổ không chị? Tập thể dục thì khỏe chứ gì đâu cực. Không, khỏe hả? Nhưng mà chỉ có điểm. Mẹ sao mẹ không tập thể dục đi mẹ?
Mẹ ơi, tao không tập. Sao mày biết tao không tập? Mẹ tập mà mẹ mặc đồ rộng hoài. Thì tại vì tôi cho nó thoải mái. Nghề của mình á, tập thì tập được, thí dụ tập được một tuần cái nghỉ một tháng. Tại vì mình cứ đi làm đâu có thời gian nào đâu tập đâu mà chị. Mà tướng đẹp thiệt. Thật ra là Tuyết Thu đẹp từ hồi còn con gái là. Tại vì dông dỏng cao dân múa mà. Chứ đâu có phải gì tụi chị ra. Đâu phải tụi chị hả? Lại. Tụi chị là cái khổ tâm lắm. Ăn kiêng rồi tập thể dục rồi 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 tập đủ thứ. Thèm đồ ăn rất là thèm. Rất là thèm. Chị bây giờ là không có cái gì mà vui vẻ bằng được ăn hết trơn trời. Mà ngày xưa sao thích múa, cái nào thấy mẹ múa không? Dạ cũng mẹ cũng cho em coi qua mấy cái clip hồi xưa mẹ múa. Xong rồi em cũng lên mạng em xem thì nọ thì em thấy thích. Thấy cái tướng rồi cá tính là có học thể thao được không? Dạ đó không con. Trời dây luôn hả? Em học gì em môn gì? Dạ thể thao thì con học cũng rõ võ. Võ nè. Dạ. Rồi đi học quýnh lộn không con? Dạ. Không có trận nào đi học quýnh lộn quýnh bạn bè được không chị? Dạ. Võ thì Thu cho học từ nhỏ lận. Tại dạ. vì mình nói cũng cho học để tự vệ cho mình. Tại vì bạn có cái máu thích múa cho nên bạn đi quyền đẹp hơn. Còn anh thì đi về thi đấu. Thầy cô dạy lúc nào cũng về xin là thôi cho cả hai đứa nó vô đội tuyển đi. Lúc đó em lo lắm. Thì thật ra vô đội tuyển là đi theo đường chuyên nghiệp. Thì có những cái sự cố này kia thì mình cũng không lường trước được. Cho nên nó thôi mẹ cho tập là để phòng thân mình thôi. Chứ còn để đi theo con đường chuyên nghiệp thì không cho. Là đi học chưa có trận nào mà quýnh lộn với ta hả chị? Có thi đấu. Rồi có nào bị thương được không? Dạ cũng có nhưng mà nó không phải là quá nặng. Quá dữ đúng không? Không có gãy răng được đúng không? Phải có trận mà gãy răng mới nhớ là đúng không mẹ Thị? Tụi mình ở trên sân khấu là thường là cũng đã tai nạn rồi đúng không? Yeah. Những cái tai nạn nghề nghiệp đó đâu có lường trước được hả chị? Là tự nó sẽ chị mà coi như mà mũi giả như quỷ thì là gãy mấy lần mẹ rồi. Không ai biết á, mẹ nói tao mới biết con mũi giả đó thì cái con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Em rồi sau này em có thích theo nghề của mẹ không hay là định hướng của mình sẽ làm nghề gì? Dạ em thì em thích theo nhưng mà em cũng đợi là nếu mà khi lớn lên mình có nhiều nhận định hơn, mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì lúc đó mình có thể quyết định sau. Yeah. Rồi ở nhà chị sao chị? Bây giờ mình kể từ cái tật của chị đi. Ngủ rồi ăn uống rồi có nết na thùy mị không chị? Cái thứ nhất là về cái cá tính ha, là cũng bướng cũng lì lắm chị. Muốn cái gì là phải được cái đó. Nhưng mà nếu như để thuyết phục á thì là mình không có thể nói suông, không phải lý thuyết không thôi, mà lại phải có những cái gì là có bằng chứng, dẫn chứng cụ thể cho thấy, lúc đó mới là chịu phục. Còn không thôi là cứ hỏi là tại sao con không được như vậy, tại sao con không thể làm như vậy. Em có khi nào mà mẹ đánh em không? Có một lần là hồi đó hình như là anh hai em với lại em hình phá hay sao đó thì mẹ cũng lôi hai anh em ra đánh. Đánh mạnh không em nhớ không? Có một rồi. Nhưng à, mà một lần duy nhất đó, trời, một của lần hai mẹ con duy nhất và một thương rồi được. Thôi thật sự á, cách dạy của mình nó cũng không phải là dùng roi đòn gì cả, nhưng mà tại vì lúc đó là thằng anh á chơi cũng hơi nguy hiểm một tí xíu. Yeah. Là cái giường, thế là có cái đầu giường ở đây là bạn cứ leo lên trên đó và nhảy xuống thì bé em này thì cứ nằm ở dưới đó chơi, mà mẹ cũng đã dặn đi dặn lại rồi. Khi mà hai anh em chơi thì con phải né xa ra, rồi thấy anh như vậy là con phải kêu anh là không có được làm hay như thế nào. Mà đã cảnh cáo một vài lần rồi thì tới lần đó là anh này nhảy xuống mà chị kia con năm nhảy xuống đi kích lệ kích lệ thì mời gọi kia, nhảy xuống đi đó. Nhảy xuống bụng em đi đó, anh kia nhảy xuống là ngay chân. Ôi trời ơi, khóc la quá chừng luôn. Thế là mẹ bây giờ là bắt hai anh em cúi xuống luôn, khai tội như thế nào là khẽ đúng một roi thôi, không phải là roi may đâu lắm. Lấy cái thước đi học dẹp mỏng vậy nè đó, rồi vậy thôi. Thế mẹ tao đánh dễ thương, còn mẹ đánh quá rồi đánh đâu gà bay tơi tả luôn. Trời. Tật xấu là đầy, tự khai được không? Dạ bừa bộn. Bừa bộn, ai cũng bừa bộn ha. Ở nhà bừa bộn sao, có gì có nào phụ mẹ rửa chén giặt đồ này nọ không? Dạ cũng có nhưng mà không có nhiều. Không có nhiều, mẹ sai mới làm. Còn sai thôi. Yeah. Thích vẽ, thích thêu, thích đan, thích móc đủ thứ hết. Có khi nào vẽ rồi đan rồi móc rồi tặng mẹ không con? Dạ có. Ôi vậy hả? Đó giờ món quà tặng mẹ em nhớ nhất nè. Dạ là cái bức tranh con vẽ mẹ.
mày quan trọng là vẽ ra mẹ không em? Cũng giống Cũng giống hả? Và biết vẽ nè, hát nè, múa nè, văn nghệ trong trường nè. Như vậy thì coi như là gen nó cũng nhiều lắm chứ. Con còn nhớ cái bài nào mà con hát ở trong trường mà trong cái một cái ngày lễ nào đó không? Dạ có. Con hát tặng mẹ, con hát tặng khán giả thì chưa bao giờ nghe con bé này hát nè. Mẹ con hồi xưa hình như hát cái lương. Mẹ con hát cái lương. Vậy? Cái lương luôn. Hát cái lương. Múa luôn. Nhân múa nhân cái lương thiệt. Mẹ nhân múa cái lương rồi sau này không biết là sao chuyển qua kịch. Em là cái thế hệ em lại biết chị Thu ở mấy cái chương trình kịch của đài truyền hình nữa chị Thu. Đâu bây giờ con hát một tặng. Nhớ không, em nhớ cái bài mà em hát ở trong văn nghệ em tặng mẹ không? Mẹ ơi, con đã xa xôi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa xôi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ. Hát hay nha. Hát hay lắm á Thu, có giọng lắm á Thu. Em là ngày xưa đi học rồi, cái nào mà hãnh diện về mẹ làm nghệ sĩ không? Dạ có. Dạ đi học lớp đồ sao, bạn bè có ca ngợi không? Hầu như là trong trường em thầy cô giáo nào cũng biết mẹ hết, nên là vừa bước vào trường là nhận ra em là con mẹ liền. Nhưng mà đâu có giống mẹ đâu hè. Không giống luôn đó trời. Khi mà mọi người biết em là con của mẹ thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên, tại thật sự ai nhìn em cũng không giống mẹ. Rồi ví dụ nhiều khi mà có những cái hãnh diện mà đôi khi cũng có những cái sự oái âm đúng không? Có nào mà gặp trục trặc khi mà mẹ em làm nghệ sĩ không? Dạ. Có sự cố gì không? Dạ có, là mỗi lần mà em bị điểm thấp thì em rất là sợ là mọi người sẽ nhìn vào thì bảo là con của cô Tuyết Thu mà học không có giỏi rồi. Đúng rồi, cái gì cũng nói mẹ thấy không? Dạ đúng rồi, là đầu tiên sẽ nói về mẹ em trước chứ không thể nào nói về em trước, em chắc chắn. Lại bị áp lực về cái vấn đề đó thôi. Dạ. Là không bị áp lực gì hết. Dạ. Còn gì nữa không? Còn kỷ niệm nào về bạn bè mà biết mẹ em làm nghệ sĩ không? Có một lần thì bạn em với em cũng có xích mích một tí xíu. Thì em cũng out group để em giống như là suy nghĩ lại. Thì cũng có bạn thân em cũng chụp lại cái tin nhắn đó và gửi cho em. Thì bảo là do nó là con của cô Tuyết Thu nên là tao nể vậy thôi. Thì em đọc vô thì em cũng thiệt sự là em tức. Em tức hơn. Tức hơn nữa. Thì rồi sao em lúc em giải quyết thì sao nè? Nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là mình nên bình tĩnh lại, tại vì trong cái việc đó mình cũng là người sai chứ không phải là mình đúng hoàn toàn. Thì em mới cố gắng là mình im lặng, nhưng mà thay vào đó là mình sẽ làm những cái hoạt động nào đó mình giúp lại họ, mình chuộc lỗi lại với họ. Để mà mình giống như là mình xin lỗi họ vậy thì nó sẽ tốt hơn là mình cứ tranh cãi với họ hoài thì nó cũng không có hay. Nhà dường như là hai mẹ con thân nhau lắm không? Anh thấy là cách nói chuyện mà mẹ rờ tay con rồi con rờ tay mẹ, nói chung là nhà hai mẹ con rất thân nhau lắm hả bé? Thiếu hơi là không có ngủ được. Ủa vậy luôn hả chị? Tới giờ vẫn còn ngủ chung với mẹ. Có những lần bày quá chị, ở trên phòng đó không bày, cứ xuống dưới phòng em bày không mà. Bày xong cái là mẹ dọn cực quá, xong mẹ nói thôi đi lên trên phòng ở đi, đừng có xuống phòng mẹ. Kêu vậy cái là mặt ụ cái mặt xuống nè, cái xách đồ dọn đồ lên phòng trên đó, ngủ ở trên đó. Cái ở dưới này mẹ ngủ không được. Nhớ mùi, nhớ hơi. Quen hơi rồi ngủ không được. Xong cái giờ sao ta, cái giả bộ kiếm cớ đi xuống dưới này ngủ ở trên đó, rồi tối rồi thức đêm rồi xong rồi mở mạng rồi chơi game này kia rồi sao. Mẹ cũng hèn lắm. Mẹ kiếm cớ bắt xuống. Thiệt, hôm nào mà không có ngủ chung cái là cũng khó ngủ lắm. Hai mẹ con mình cũng thân không, mà. Không thân lắm mẹ. Trời ơi, nó không có nắm tay đâu, nó đi nó còn nó cao hơn Thu, cái là nó câu cổ Thu nó đi vậy. Dạ, những thành tựu nào mà em đạt được ở trong trường em có phe với chương trình được không? Ở trường thì đa số là em đạt được những cái thành tích về thể thao và văn nghệ. Nhưng mà cái mà em nhớ nhất là em được hạng 3 kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Thì em lúc đó là em chỉ vào đội tuyển để với cái mục đích là mình sẽ tốt hơn với 3 môn khoa học thôi. Tại lúc đó em rất là dở 3 môn đó. Thì em cũng nghe được rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị đã từng vào đội tuyển thì họ nói là
em cứ vào đội tuyển em học thì em sẽ giỏi lên. Em không không nhất thiết là em phải đi thi và em lấy giải. Nhưng mà cũng có một lần thì con nghe được mẹ là cũng hay chọc con là sao lấy được giải thể thao, lấy được giải văn nghệ mà sao không lấy giải học hành đi. Thì con mới suy nghĩ là thôi ráng học để mà lấy được một cái giải đem về cho mẹ thì mẹ cũng vui. Thì con đi thi với tâm lý rất là bình thường là thôi thật sự là cái khả năng của con lúc đó con nghĩ là mình cũng chắc là cái giải nó rất là xa vời. Cái nào con thích, khả năng nó cảm thấy nó làm được thì mình cho nó làm. Và nếu mà nó chịu học như vậy thì cũng tốt thôi chứ không gì. Tại vì lúc trước mình cũng cứ sợ là phong trào văn nghệ rồi phong trào thể thao rồi cứ lo những cái đó thì lại lơ là đi cái việc học văn hóa thì cũng không nên. Thế là tự động ấy, tới chừng ngày thi cấp quận, thi cấp quận xong nói mẹ con đậu cấp quận rồi, bây giờ chuẩn bị con ôn để thi tiếp cấp thành phố. Nói mình cũng ngạc nhiên, trời ơi tin không ta, tin không ta. Tin không ta. Thì tới khi mà con nó làm và nó lấy được cái giải giải ba của cấp thành phố thì khi đó là lại càng cho mình thêm một cái niềm tin là con nó đã lớn rồi và nó đã có những cái suy nghĩ và nó biết được khả năng của nó làm được những gì và nó có thể làm. Thì cái đó mình cảm thấy rằng mình có thêm được niềm tin ở con của mình. Vậy ngày hôm nay sẵn chương trình là con tôi số tội. Nếu mà có một lời đó để thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ mình thì để Minh em có lời gì muốn nói với mẹ mình nè. Biết là hai mẹ con nhà thân lắm, tối ngày cứ ôm ấp nhau rồi gần gũi nhau, xa cũng... nhau hơi. Ở nhà có hay nói thương chị, yêu chị đâu không chị hơn. Con nó dìm hàng thu không hả? Vậy hả? Hai anh em là được bày chuyện, bày trò là cứ dìm thu đủ trò đủ cách hết á. Rồi bây giờ sẵn cái lời nói nắm tay mẹ nói nè. Dạ. Con muốn nói với mẹ là đó giờ thì đa số mọi hoạt động trong trường thì đều có mẹ đi theo để đồng hành cùng con. Thì con cũng đã làm được rất là nhiều, con cũng đã đạt được rất là nhiều cái thành tích tốt. Con mong là mẹ sẽ luôn ủng hộ con sau này, để mà khi con lớn dù con có không theo nghề hay là con có làm một cái nghề khác thì con mong là con cũng sẽ thành đạt và làm mẹ vui. Ý con muốn làm nghệ sĩ đó đúng không? Đúng là con diễn trên sân khấu đúng không? Con sẽ là một đạo diễn hay một diễn viên đúng không? Dạ. Còn chị Thu có lời nào dặn dò nhắn nhủ đứa con gái bé bỏng của chị không Diêu? Không, ở nhà thì cũng nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm hả chị? Tối ngủ là thủ thỉ hai mẹ con thì cũng có dặn dò nhiều. Đoạn đêm nào chị cũng nói được ạ. Bây giờ chị thoại lại cái trích đoạn mà đêm nào chị cũng thì thầm với con chị được. Giờ cô không nhớ là nói giọng kịch như chị ha. Nhưng mà nó nhớ hết rồi đó. Nó nhớ hết. Không, mẹ hay dặn con gì? Mẹ hay dặn dò con gì? Dạ, mẹ hay dặn là đừng có làm quá nhiều, mình phải chọn lọc. Và một khi làm là mình phải làm tới nơi tới chốn, mình không có được bó giữa chừng. Với lại mình phải sống như thế nào để mà mọi người không cảm thấy phiền về mình. Mình phải sống để mà mình làm tròn cái trách nhiệm của mình. Và mình phải là một người tốt, dù làm bất cứ công việc gì hay là dù mình có gặp bất cứ khó khăn nào thì mình cũng phải là một cái người tốt trước đã, thì lúc đó mình mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tối nào mẹ cũng thì thầm với con vậy? Không có nhiều chuyện con nhiều lắm hả? Nhiều. Mà em thấy áp lực không hay là em vui với cái điều mà mẹ nói? Dạ vui. Vui hả? Thôi hai mẹ con cưng quá ha. Là tối thì thầm tiếng đồng hồ không em? 10 giờ lên giường thì khoảng tới 12 giờ mấy mới xong. Trời ơi, bé chịu đựng hay quá ha. Không có, tại nó hỏi rồi mình mới nói. Hai mẹ con thân thiết nhau quá ta. Dạ, cảm ơn chị Thu rất là nhiều luôn. Cảm ơn bé Minh đã tham gia chương trình Con Tôi Số Tội.